bụp ơi, cứu con bụp ơi, cứu con bụp ơi. Bụp ba, nổi mày chứ bụp. Ây da. Hôm nay tới số rồi những con gà. Nhưng mà hôm nay người ta tao gái anh mày được. Mẹ, tao từ tâm tích đất nên tao sẽ ăn con mày, hiểu không? Hôm nay tới số rồi những con gà. Nhưng mà hôm nay người ta tao gái anh mày được. Mẹ, tao từ tâm tích đất nên tao sẽ ăn con mày, hiểu không? À, mình sẽ lấy một cái trứng của nó nè các bạn. Tùy xì, cảm ơn mày ăn gà. Bữa nay chưa tới số tử mày đâu. Đưa tao lụm con mày trước rồi tao sẽ ăn mày sau nha. Nếu mày làm khó chịu quá. Lại mày ăn gà. Đứng lên, mày đi. Đi. Để em, bố hôm nay tao đổ. Tao lên con sáng này rồi luôn á nha. Tùy xì. Chụp ngon quá các bạn ơi. Chụp cái đây mà lột lá cốt rồi, y xì nữa rồi. Nhổ lên, nhổ lên. Thôi con hả? Đâu được đâu, thè sống mày nhân con gà. Mày nghe mày như nào. Bây giờ mình sẽ có cách trợ tụi nó nha các bạn. Bữa giờ đã trợ mình nhiều lắm. Muốn ăn ẩm thực là có ẩm thực nha các bạn. Lương tầm sáng này lúc nào cũng có ẩm thực cho tụi nó ăn hết nha các bạn. Còn bé mày, hello các bạn nha. Thì hôm nay mình không có muốn ăn trứng gà nó đâu, bữa nay rèm các bạn. Nhưng mà cái con này là nó lanh lòn lắm nha các bạn, nó ngủ đủ thành hả các bạn. Nó đẻ ra mười mấy trứng mà không biết cái con nào là con của nó. Nhưng mà cái con này là nó lanh lòn lắm nha các bạn, nó ngủ đủ thành hả các bạn. Nó đẻ ra mười mấy trứng mà không biết cái con nào là con của nó. Bây giờ thì mình không biết cái nào đó các bạn, nên hôm nay là mình sẽ lấy trứng đó các bạn. Đời nó đẻ lần cuối rồi các bạn. Nó ui dư quá, giờ nó về rồi các bạn. Mình không ăn trứng nó thì thằng khác nó sẽ lụm nó nữa các bạn, tàu đó. Nó hết đó rồi các bạn. Về mà đỡ mấy kia nó cứ sợ lỗ mũi không rồi giờ sao các bạn. Mày thông cảm tao nha kìa. Rồi hôm mai tao mày nằm nơi đang ốp với con mày ra đời rồi tụi tao. Hiểu không? Mẹ mày thấy giờ tao mua ẩm thực nữa rồi thấy không? Được. Ngày nào tao cũng bầu bối cho mày mà mày đâu có hiểu cái tình cảm của tao. Cái sự chân thành của tao. Tự nhiên không que tờ mưa to đùng đùng ở đây. Tự nhiên cầm bì tướng kia làm ẩm thực vậy. Tớ tờ nén lại. Không que mày đâu mà không que mày back off đấy. Giờ tao mua trứng lại tao đái mà lại. Đồ hèn vậy tờ nó nén á. Đồ mày đang mưa vậy cái giờ nén luôn không. Mẹ nó vậy cuộc đời tao lương tầm sáng tao nó rất là sầm phẳng mà thao. Cuộc đời tao phải bồ bố cho mày mà ăn đồ mày. Ủa trứng kia nó ăn gà te chứ. Ừ. Mày ăn rồi mày ngu mày theo mấy thằng kia. Cái mày đâu cái đều mày đâu có đâu mà. Dạ giờ mày đâu đi. Mày dính chứ bao câu mà. Đi về nhà luộc anh đây. Mày mà luộc giờ ngửi cách nào đây chứ. Ê cậu bé tới kìa cậu bé. Điện cậu bé tới đâu luộc trứng gà làm ẩm thực này. Ủa chắc xe đâu đi bộ vậy. Cho nhàn mạng lên đi. Hồi nãy định mua trứng của cậu bé á. Sao mà không mua. Cậu bé chip lên là khô quá. Đâu cậu bé bán trứng mà không mua. Sao bỏ tiền ra mua mày lâu lắm bỏ tiền mày muốn bỏ tiền ra mày mua mày không chịu mua trước tao mà mua mày. Ủa vậy con tôi mua cậu bay chứ. Ủa tôi nói cậu bay bán trứng túi không vậy. Má mẹ mày, tao trứng gà rồi tao bán thiếu bè gì làm ẩm thực giá mà sao mày làm ẩm thực trứng ngỗng rồi hả. Mày ngu quá mày ngu. Coi cái trứng ngỗng không. Sao có mày cậu bay cái bán trứng ngỗng không. Em mày ngu nhưng mà không. Vậy thầu cho cậu bay cái bán trứng cậu bay cậu mua luôn mẹ nè. Trứng đó đưa đi mua bán mày. Hả? Trứng nó bị lực vô mẹ. Trứng này sống rồi. Trời ơi trứng. Em đừng nghe mà tát mẹ. Trứng này mẹ. Mày thằng mỉm mẹ. Mua đi mà chú mày. Mấy mày mày sao mày không mua trứng tao. Ủng hộ cậu bí. Kêu ổng ra là ồn ào. Kêu ổng ra là ồn ào. Ồn ào gì mày. Ai kêu ổng. Ông cho nhà bạn ổng nghi ổng le ổng cái đấy à chứ. Bây giờ mày khùng điên không à. Bây giờ mình vô mình luộc trứng rồi mình đãi cho anh em không nghe là. Nhưng luộc không hả. Làm là có cái còn có cái ý tưởng này hay là. Có giờ cậu bảy dư dương rừng vô đây mượn cái son ngàn đỡ con nguồn làm ở đây luộc trứng lên anh em mình ăn tâm sự lâu giờ chưa hết tâm sự con làm lá cốt là làm sao mày thì bác lên luộc giấy rầu chứ cái gì đâu mà ông con mà cậu bảy miếu nữa cậu bảy ông bán trứng mà ông biết lá cốt tao không biết mày tao hồi giờ tao luộc trứng bán thôi mà. Mày ngu tới cờ à. Mình giải thông mình vô mình mượn son nâu vàng thiếc mình luộc cho nó nhanh chứ đi đâu. Vàng thiếc rồi. Đôi bạn bè đây mệt dữ không? Chưa. Lấy đây kìa. Mày ơi, tình thương mến thương yêu nhau mà giả mày. Mày em. Không biết em định đâu cho tôi hứa chưa nói chuyện. Nào.
thử ra luôn. Chúng nó bây giờ tôi điệt lại với mẹ luôn. Mua vài xì rượu uống là vui. À, chúng nó mua rượu luôn. Giờ tối nay lụm bộ mấy đã này. Quay mẹ mày quay như vậy. Tiến liền. Đây cuối đây như đây đâu á. Một người thôi, người làm này làm kia chứ làm gì đâu mà. Đỡ tôi đi lấy xuống tiếp nè. Không, anh đi kiếm cái gì nấu chứ không lý gì đâu. Mày mày lấy cái thùng quẹt kia. Trứng mà sao bay mùi sao xuống tới đây hay mà xin đâu. Giờ bữa nay bữa nay thằng Thiết nó biểu nó là âm thầm. Nó vậy cần quá ngay. Cần cùng Thiết chứ cần nào đâu. Đó giờ tụi mày đi. Xin nào vô lấy số nồi em. Rồi lấy số nồi đây lục trứng đi. Đục rồi. Đại nhân trứng không cùng điêu. Anh lừa cháy không mà giờ chờ mấy hôm nay sao lâu dữ không. Đó con đang coi thử cậu bé làm cái gì vậy em. Làm gì lâu dữ trời. Đồ mẹ đi nhìn cuối, đi lấy cuối mà ra đứng nhìn như vậy. Nope. Ê, nghiên cứu gì nữa vậy? Nghiên cứu bài đồ người. Cái người mà thành công á, người ta luôn có lối đi riêng của họ. Mà tự nhiên ra cứ đứng nhìn anh trời là sao? Nhìn cái vụ gì vậy? Anh trộm nhà người ta gì nữa sao vậy? Chứ ông định cứ nhìn anh trời nhà, tầng nhà, nóc nhà người ta làm vậy? Tối nay định đột kích gì vậy sao vậy? Lưu đồ cố á, lụm về luôn đi. Thì lấy cái lưu này lục trứng mày. Thôi ông, mẹ có mấy cái trứng mà ông làm cái lưu đó. Nó vô á, Nhàn Thiết nó thành Sandal nó vô Nhàn Thiết nó lấy cái son nào kìa. Đi ra coi lấy thêm cuối nha. Không nghe đâu, cũng mấy nó vô nó kêu không nghe vậy sao mày. Ai biết đâu, bình thường nhớ có đâu Nhàn Thiết kêu nó dạy nó ăn chứ đường nào ông làm ông kêu nó dạy nó ăn. Nó vô nó lấy son rồi á, coi lấy cuối thêm nha, cho đó nó người thành công luôn nó đi. Mẹ ông cứ nói đi riêng luôn. Lại con á. Cho con hành quất đâu. Nhìn, ông đi lấy cuối rồi kìa. Quất đâu. Nhìn, ông đi lấy cuối rồi kìa. Trời ơi, cái quân què gì vậy? Bà trứng vô nhớ các bạn. Trứng sao mẹ bắt luôn mẹ nó dài cũng khè nướng mẹ. Bên đây rèm. Kiên cứ được chứ. Tự nhiên ẩm thực trứng. Hôm nay làm màn tăng, làm tụi mình sẽ làm một cái ẩm thực tấn 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 nha các bạn. Đây cái nói tấn cậu bảy ăn ngán không mà. Ngán không ăn dạ đi. À, tấn. Anh bất nè làm gì lâu chứ đâu. Ông không lấy cuối anh đâu biết mày gì đâu mà thôi. Tát nữa nha. À, coi đừng tát nữa cái ngọng mày. Mẹ cái ngọng mấy con ông tính lại nữa đỡ ông ăn tan cho vui. Để dài lấy á mua bánh tráng rồi xúc cho. Hả? À, tấn mà bánh tráng xúc nè. Trứng là đồ chơi ăn mẹ vậy. Ờ, anh mình tráng chiều được chứ anh nghĩ sao ông chưa làm ẩm thực trứng ghê à tao. Trứng ghê luộc chà. Không mà trứng này ngon á cậu bảy, trứng này trứng ghê là te này. Chứ tao ăn hầu giờ trứng ghê gì mày, trứng ghê te chứ trứng ghê gì mày. Cậu bảy bán cũng bán trứng ghê te luôn á. Chứ hồi gì vậy. Để mà sao ổng xuống nha cậu bảy, ổng mua mà tự nhiên ổng đi mua chỗ khác vậy. Thằng âm binh thiệt hả chứ. Cậu cháu gì đâu, tình nghĩa gì đâu lẹ kỳ cậu chó như cậu cháu gì. Cậu chó. Coi coi đố cậu bảy. Không cỡ, ông bất mà ông có cái bữa trứng là cũng mừng rồi cậu bé. Mày thấy ông nhớ với ông làm cái âm thức nữa mà. Để sao? Để chờ nó chín giờ ăn nghe. Ờ, chờ chín giờ ăn nhớ giờ sao? Chờ mấy hôm nay lâu quá. Coi lâu quá. Sao? Gần sâu rồi bé. Ờ, sâu rồi. Nhưng mà, ý nó nè. Dạ, sao ông đưa trứng kia để dành tới Tết. Thầu... Đi nơ đó nhiều con hả? Ờ. Mới để cái lẻ bây. Ổng đi mua mà ghè nó kìa, nó mua mà sao nỡ được. Ở đâu? Ở đâu? Cái gì vậy? Ông kẹt cây chuối luôn kìa. Chuối chi? Cái làm gì? Mấy mấy kẹt chuối làm gì? Kẹt mẹ luôn rồi. Cái làm như vậy? Mẹ không? Mẹ mày, người thân con luôn có lối đi gì. Mà lối đi gì lẹ vậy ông? Đụng mày, sao mày chạy cái chuối chi? Mày làm nhiều lắm. Chuối cơn rồi mày nghe. Mày bó chết rồi mày nghe. Ông thức hồi giờ nhiều rồi. Mà chuối nhà nó mấy mấy ông chạy như vậy? Mày nói cái xôn này rồi mày. Cái để luộc rồi lấy sâu thì nó lấy không? Lấy sâu hẳn. Hả? Luộc đó chứ. Cái này quý vị mới đẹp chứ còn lấy sâu quý vị thử quá ai quý vị cũng được. Từ từ lấy ra phía nè. Ông đừng mà đừng khủng khủng quá. Từ từ giờ nó chín rồi ra nó ăn chứ giờ ra đứng không làm gì. Cơ chú lần chú chay. Cơ chú lần ngang thì không? Chịt cái đầu đây đó. Ờ. Quay cái kia vô, quay cái đầu ngọn ra. Mà tự nhiên mà anh nướng chuối á. Ủa mẹ mà quay lại cái gì quay chứ quay cái con này quay đâu quay. Ờ. Tự nhiên nướng cái chuối. Ăn được
anh được không? Ừ. Đấy. Mình nướng lại làm như vậy. Trời ơi, quên nữa chứ. Ở đây anh. Ừ. Lấy cái ấy khuôn lỗ bỏ luộc trứng vô cho. Ủa? Gì vậy? Là sao vô mày ngồi? Sao thông minh dữ vậy? Chiến không ngại? Ừ. Chiến không ngại? Ai biết không giờ mới làm rồi. Tao mua thôi. À ấy là lấy cái lẩu mình bỏ trứng hồi nãy mình nướng á. Ừ, bỏ nó đây. À đùa mày. Xì nào. Cái chú nó ngọt lắm nha. Ừ. Nhiều dữ vậy. Nhiều chứ, nhiều trứng mà khùng mày. Đùa sao người với mấy cái hay dữ ta. Dày em muốn quay và lóc chứ còn. À hèn gì. Cô tướng nó lụm đây tự nhiên đi mua trứng ăn nó bình thường quá đúng không cậu ấy. Bình thường đúng không. Cậu ấy đưa xe vô cô liên mấy cái rồi. Sao màng đang bữa nay ông thông minh này. Thấy à. Nhưng mà sao ông xin thiết chưa. Người thành công luôn. Ý là ông xin cho chú thiết chưa. Chưa ăn. Ủa chứ sao nào đâu mày. Ủa ông chưa xin anh chú mình tiếp mà ông chặt vậy không. Cái lộn xin đâu. Xin đâu quên. Xin đâu ư. Xin đâu. Tao với thằng Thiếp thân một miếng. Em thân thôi. Anh ơi. Cục cuốn của em nha. Cục cuốn rồi. Biết ông này. Biết ông này nha. Ê mà mọi người ăn chút nữa cho mình đem trứng. Giờ mà mọi người ăn con chuối rồi mà anh em ăn. Mới mét ông chết rồi nha. Chút nữa cho mình đem trứng đó ông chặt. Thì Thiếp nói cho. Cho mày ăn trứng không? Mày hỏi nhiều quá mày ăn trứng không? Luộc cho mày ăn là được rồi. Trước tao mà tiền vàng là được rồi. Mày làm gì mày mép Thiếp bỏ chứ làm gì Thiếp? Trứng ông Quốc cũng mua. Ờ. Mày bị cho cái chuối không? Ông cũng xin Thiếp rồi mà mày lo. Đây rồi để ăn cho mày. Cũng bình thường chứ. Mà mày làm gì mày mép Thiếp? Mày làm gì phé họ nhẹ nhàng Thiếp mà mép? Anh Quốc anh xin là chú anh Thiếp chưa? Không. Dạy thâu chứ mép. Nào kêu ông đây làm. Mẹ nó ngủ đó nó cháu nó ngủ trưa chứ. Nó ngủ trưa mà đó nó ngủ á. Nó ngủ với ông Phúc nè. Mày thiếu vậy. Tụi tao trứng anh Quốc tao anh cũng mua cho anh trộm đó. Tụi tao anh em thân lắm nha. Mẹ em thân này nấy đó hả? Tao được gào quá. Mày cứ nghĩ Quốc tao ngày nào anh trộm mất rồi. Đổ nước que thử đủ cho. Cái khúc này cậu ấy. Xuống cái đây khiếu nữa cậu ấy. Mày xanh đau bò lấy trứng mày thôi. Không đủ đâu. Thêm ra dài ra nữa cậu ấy. Không đủ á. Đủ á. 20 trứng không đủ đâu. Vừa đủ á. Tao đổ nước que. Đổ nước sâu que luôn. Luộc này nó ngọt lắm nha. Ừ. Trứng trứng lá cốt ngâm cây. Ngâm trong chua cây. Mày sao mọc lấy chút cho thì dài chứ. Thôi đuôi đuôi chơi. Đây. Mày thấy không? Bữa nay là món này trứng gà hả? Rồi bây giờ nó đang cứ làm một cái hâm rồi nha các bạn. Chuối giờ mất hẹn ra chuối đâu. Giờ anh em mình đầu tư ra chuối thì phải làm cho ra giá đẹp nha các bạn. Gì nữa? Đầu tư ra chuối với vậy. Thiếp nó cho mày sao nó ngu chưa rồi chú có dạy nó ăn ra mày ở không mày bưng cái thằng mày chém nó lại Thiếp nó cho mày sao nó ngu chưa rồi chú có dạy nó ăn ra mày ở không mày bưng cái thằng mày chém nó lại nó lại đây. Sao ấy trai hay gơ cậu bé không màng tai muốn đây sao thông minh gơ chút màng tai chính nào cho nó cân bằng xây bỏ lửa bỏ củi lên đổ nước que thấy chưa má không nhận đi quất không mình gơ trời mày đang khùng lấy hai kẹp chuối kẹp vào bạn hả lấy củi đi mày đồ mày nấu ở đây cái chuối nữa nó cái trứng nó ngọt lắm nha thiệt không ngọt lắm bưng đổ luôn rồi kẹp hai cái đuối này lấy hai vị kẹp cái này được mấy cái món này hầu giờ mới thấy luôn nha. Ông mình phải làm độc lẻ rồi đó tướng nó ổng luộc trứng không ai làm được. Luộc hay ghê không? Tu má ơi xì mà tàng này thông minh tận. Thì ăn. Đổ thêm chút nước đây. Không được rồi. Không hay á, luộc đẹp á. Luộc quay quay ơi xì luôn á. Bà cú giúp xem nào. Nãy ổng kiếm cuối mà ổng nghĩ ổng đi đâu rồi. Đây hàng sòi rào với nhà người ta. Trên món gì vậy? Trên món gì trời? Mang đỡ con lấy cái đây con dục bên hả? Dạ là hôm nay là anh em mình sẽ làm một món ẩm thực gọi là ẩm thực Tây Nam Bộ nha các bạn. Đúng rồi. Ẩm thực Tây Nam Bộ đó gọi là ẩm thực làng rào mà tên người ta chữ tao mày. Đẹp món ơi, đẹp món ơi. Đây là mình đẹp món trứng lá cốt củ chuối. Không. Lấy cái nếp lại lại. Lấy cái nếp lại lại. Lấy nếp lại lại. Mày khùng quá nè, hiện giờ mình đặt tên cái trứng này là tao với mày tự sáng tác ra. Mình đặt cái tên của mình luôn đi. Mình đặt gọi là trứng gà. Màng thâu, màng thâu. Gà màng tan hả? Không nói mấy gì đâu. Hay là chuối đẻ ra ngọc vậy.
Ờ, chú đi ra nhà Phi. Mẹ mày đặt tên trứng gà mằn răng mẹ. Hử? Để mẹ nó cho hay. Mày cứ đẹp không? Mày bị mằn răng. Lừa đâu chi à? Lừa chùa chi. Mày bị mằn răng mày làm ra món này gọi là trứng gà mằn răng mẹ chứ đâu. Nào, ê xây. Chính mày thấy không? Bài bản không? Dở ra. Wow. Ok nha các bạn, hồi nãy giờ là mấy cả nửa tiếng đồng hồ nha, anh em mình đã nấu chín luôn cái món này lâu quá. Gọi là món trứng màng tan nha các bạn. Đúng rồi. Ok nè, để tao thử này, tao thử là chín rồi nè. Quá quá. Rồi bây giờ là anh em mình sẽ mình ăn trên trên đây luôn cho ngon. Ừ, dạ luôn rồi. À. Cậu ấy vô lấy muối rồi. Ờ, lạc xèo dâu ăn. Ờ, muối anh. Lấy muối đi. Ê, mày lấy muối cho nhiều nhiều ấy, bảo tiêu rồi nha. Mấy anh xào thái mạnh xà đào nó đừ, không ngư gì hả mày? Ừ, nó có. Nó bú lờ xèo quá. À, quên đó. Nó. Mới, em chả. Cậu ấy thử trước đây. Rồi, có muối đâu mày? Muối nhạc cho. Thì cậu bảy đây nè, ăn cái chín là nứt trứng luôn nè. Cậu bảy lấy trứng ăn thử đi cậu bảy. Dồ, hầu giờ con mới ăn cái kiểu luộc lại luôn á. Độc lẻ á cậu bảy. Kiểu ra độc lẻ này nha. Đâu, chín đâu. Nó có. Đồ, chuột rồi đấy, thôi cho ăn tấu này nói chuyện ăn tốn đi. Đồ, ngon quá. Ăn ở đây mạnh lắm. Ủ dữ lắm. Mà mọi người ăn lá cốt của anh em mình nha mọi người. Trời ngon quá. Review thử ngon không cậu bảy? Ngon hấp thật rồi, đừng quay xong nữa cậu bảy bóp. Cái này, thấy không? Má dạy mà tưởng dạy không chín cũng chín đâu. Dạy nó ngọt lắm nè. Ngọt lắm. Đâu nó mà bị trốn luôn rồi nha. Ngon không? Bị lạc không rồi bây. Trời, xanh đào nó cầm mấy rồi nữa. Béo. Muối nữa. Rồi à. Mà mọi người nha. Chua hồng đào đúng rồi. Đáng cấp. Ê, chào chị. Mà anh chạy lên rồi mua thêm nữa. Ờ. Ừ. Ờ, mua thêm trứng nữa. Mua trứng. Bè hết rồi. Bè có nhiều đó. Để ra bán nhiều trứng rồi. Gà nó đĩa nhiều đó. Nãy tôi muốn lấy thêm mà hết mẹ thôi mình đưa tiền người ta chị giờ tầm bán cho. À, ừ. Mình ăn là chủ yếu là ẩm thực là thưởng thức là chính nha. Không ta thích nào mà. Người thành công luôn ở đó đi. Bữa thằng chuối xong bữa sau tao tới khác đi. Cho nó kêu thằng thiếu mốt này gì vậy? Thì anh bình thường nhất cái đâu. Ông làm mọi giữa ông đường nào nó không kêu với anh. Làm cái chuối là luộc trứng luôn. Này coi này. Đồ đấy đồ. Độc lẻ không Phúc. Đồ mày chú nhận thiết không? Chú đâu vậy? Trời ơi, cái quân què gì vậy? Ui ôi, cái đồ ông chạy cái này ấy. Luôn có mấy trứng, nguyên một cái chuối. Ông tao độc lẹ mà. Mày, cái đồ mấy sao cái ông này sao bé dữ không? Xanh ra nó chạy cho tao biết đâu. Trời, ông chạy rỡ ra. Thì anh em nó chạy cái chuối làm gờ như mắt. Chuyện xong lấy cái son đầu luộc được ấy. Vô lấy cái chuối. Son đầu mà quý gì? Em vô lấy cái son hàng mà ông độc lẹ. Chúng mày cái son này sao luộc? Mày ngu quá à, mày làm vlog mà mày lấy cái son bình thường tao bình thường coi nó mày. Mày phải làm như sang vlog tao mà lẻ vậy. Anh nghe chút ngờ chữ. Anh nghe sang một chút chữ. Đồ, anh nghĩ sao mày nói, mày nói mẹ bụi mía đồ, mẹ đồ, bắt. Tao lơ, tao mua mấy cái. Con cái cây gì chắc không phải hết mẹ cả đó. Còn cái mặn nữa. Mày thấy được chưa? Bữa mày nói chứ còn cái mặn hả? Cậu mày cái mặn chưa? Tao vé luôn rồi, chạch luôn rồi. Ờ, à, đúng miệng mà nói nữa. Mày nói cho tao chạch nha. Có cái chuối dầu lạnh uống dữ mày. Ờ, cái đồ ít cưới eo hẹp. Đồ ít cưới eo hẹp. Ai nghĩ là ý tưởng chứ. Đúng quá cơ. Đáng không? Đáng không? Mày, tao thấy mày bữa không đáng á. Chị em. Ý này là. Cái nào nãy ông nói ông chim là chim rồi á. Cái chuối này là chuối bình thường mà. Anh ta hỏi xanh ai nó chạy. Hỏi cái nhà em anh hỏi của nó sao? Luộc anh đây xuống lấy cục liền mới chạy cho tao biết không? Luộc vô đây ngon không Phúc? Em nói nè, ông nói ông xin rào. Thành đây nó bị đau, nó nhớ lúc lặn nó bị lặn luôn. Cái này là bụng dạ tàu lâu nhất á. Làm gì mà hỏi một lần tao. Ừ, chuyện có nó không à? Ừ, sao? Hồi nãy lấy cuốn này không? Mày cần biểm cho láo đâu? Thấy chưa? Thấy chưa nữa chứ? Mày mẹ mày mệt tao biếm chứ tao lao. Mày luộc có mấy thứ mày đi chạy cái chú như vậy. Mẹ. Nghĩa là son nâu thì bình thường quá quay qua lớp không có đẹp. Đúng rồi. Đồ mày mày tướng mà đẹp gì? Làm tức anh tức đụng cậu bảy ông cứ đem mấy cái tấn lần cái đầu tấn túi ông lên đầu không? Ông làm vậy? À, mẹ của chùa chứ anh không? Đó đó chưa? Đồ ông cứ đem mấy cái tấn túi lên mấy cộng làm chặt cái chuối còn người ta không? Thấy rồi. Trứng ngon chưa trứng ngoài? Túi là chưa trứng ngày nữa. Trứng ngon á, ông đem lên ăn đi. Bởi trứng phải ông đem lên, ông mày kia đem lên. Trứng nhà ta mà. Ông quốc cũng mua à. Trứng ngon đem lên cho mày. Ủa sao này anh vô mua? Mày vô mày mua vậy hả? Mấy trứng mấy gà mày nữa không? Mấy trứng cho mày không? Nó có tủ mấy cá là tao sống còn vô mày. Tao mà kêu nó mua mà sao mày eo hẹp vậy? Thứ mày đúng thứ eo hẹp. Có cái chuối không à? Ừ, là nói vậy á. Cái chuối này nãy cho chuối bình thường hay là chuối cá buồn?
chú có buồn anh đừng buồn chú có buồn tôi nhớ mày dành thấy không cái chú có buồn mà mày đi sao mày làm gì lỡ tao cho mày làm gì mà chạy chú lỡ rồi sao cái gì vậy á sao tụi bay làm ẩm thực mà phải lương tầm sáng nó lúc nào làm ẩm thực cũng sao lương tao làm ẩm thực nó không kêu lại đâu biết ra anh ngồi đây cái mẹ mày tao tao thương tụi bay tao làm trong đâu đó rồi sao mới gọi lên gọi đội xanh nó kêu vô kêu vô nó gọi cái gì xác bên nhà đi anh em trong phòng ngay chơi trà lắm sâu lắm nhà ngon mệt mệt quá đồ tao lỡ là mày coi tao lỡ tao cái chuối với tao hơn tình nghĩa anh em ấy không phải là con nói là nói không phải là cái chuối với tao hiểu không mày bắt cái bài đồ điếm chuối mày tính nè mày điếm như tao như cậu ấy luôn đúng không đấy là cái cây chuối này nó không phải là cái gì cậu hiểu không nhưng mà phải nói tiếng mày đừng có đào lấy ý mày thâu lỡ thâu anh cái đồ đây tình nghĩa ý nhà chúng của nhà con đầu con đỡ lại bây giờ nói tóm lại mày tức lên mà cái không mày ăn không? Thôi anh nghe mẹ ăn miếng đi. Anh nói để anh kêu anh miếng đi. Thôi không phải á, cái gì anh đây á. Sao? Anh ngồi xuống này em nói nè. Bữa sau á anh làm cái gì nói không phải là cái chuối tao đâu anh hiểu không? Mẹ nó tao nhét thằng mày hả? Anh mẹ lấy ra ngoài đập thứ nó bớ thứ mày ghẻ sao ấy nha. Ấy là anh cái kiểu đó thử anh hấp anh luộc nó ngon không này. Rồi coi thử. Anh nó độc lạ thế. Tôi thấy nó gà nó bơ mà sao được. Mày gà nó không bơ. Mẹ là ẩm thực đây, anh làm ẩm thực đây. Ờ, mất người vậy hả? Mẹ vậy mà ông cho mình đồ làm ẩm thực cái gì rồi, anh làm tức. Mẹ anh chào nãy giờ cậu ấy. Luộc này ngon lắm á. Không cũng được, cũng được. Mình làm ẩm thực vui vẻ anh em. Nếu đâu mà ngược đừng ở cái này. Đây phải đập hai lỗ. Một trong lỗ dưới lỗ. Còn anh em mà sao cứ ồn ào lại đập quá. Cứ ẩm thực là ồn ào quá. Cứ ngon. Mẹ nào ẩm thực nhiệt đứng hình quá. Nói này thiếu. Cả một lỗ nhỏ dưới cậu. Sao mày mờ cái nhẽ mày. Chưa mờ, mờ mọi người nha. Em mới xem nó làm. Tao đập lỗ hứa vậy, cậu hút ra hết rồi. Bữa sau in món y dài tao lấy trứng thúi lên tao nấu rồi được. À, con thúi vợ chồng. Đất mèo. Ngu như bà đực. Bởi vậy mày rất mèo. Thôi mày đừng quá hấp uống. Rồi đúng rồi mày. Không lì lừ liếm. Lấm lấm lấm. Lấm lấm lấm. Thôi mày ngay. Ê lỡ tao. Làm cái ẩm thực gì mà trứng mày. Trứng luộc mày đó. Tao không chịu. Mày giờ ăn được cái ẩm thực của anh Quốc lắm nè thiếu. Đồ mày chắc nói lấy mạnh mới làm chứ. Giờ các bạn nha. Giờ cái bè đó bè. Cảm ơn mày nha. Bè đó kìa đi cái máy trứng à. Thôi lên mua thêm mày. Không không. Hết rồi mày. Cái bè đó sao. Sao mua trứng nó cậu bảy. Mở. À. Bỏ máu đồ này hơn. Cậu bảy gà công nghiệp đây gà te. Gà mẹ mày gà te gà công nghiệp gì gà ông nậu mẹ. Đồ thứ mày em nói này. Bỏ sao không làm muối đồ ăn mày. Đứng đây. Tình chân đau đã biểu vô lấy muối không chịu lấy. Thì đem mở hai người đây nè. Biểu lấy muối đi mở hai người đây. Ai mượn mày. Kêu lấy muối cho chạy chạy chạy. Ai mượn mày mà. Kêu kêu mờ luôn. Mờ ra thấy phút đằng ta nó ngầu kém đều kém cô nó ăn không. Ăn lòi bạn hàng nó không. Tình nhường đó mà nói gì nó. Ăn mà phải dài nè. Đục một lỗ đít nè. Một lỗ trên này hút. Cái đồ hay vậy. Mấy cái thằng nó dần nhuồn chân. Làm gì nó giỏi chứ. Đồ cứ mặt hay. Ui ngon. Mặt trên. Ở trứng gà đây là trứng gà từ thiện á. Chứ không phải trứng gà mua đâu. Chúng ta đổ điếm cho các bạn. Đổ trứng gà thì người ta từ thiện đi lẩm đi 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 xuống luộc làm thật. Tao nói mày kiếm ra luôn. Điếm cho. Tao nói mày kiếm ra ổ gà mà chưa. Không dám đúng rồi. Đó, để ông đây cứ nhà mày mà cái gì mà ông sợ ra ông dám. Có, nãy ông cầm trong cái bì ông cầm xuống ông kêu mua đó ràng. Nói bì nãy nó nói. Nãy có cậu ấy nè, ông cầm ông mua xuống mà. Ông vui đàng hoàng chứ. Cứ dây dao nhái ra thằng tôi mà. Mày thấy là nghĩ đi, tôi Ấn Độ mới làm chuối ôm trứng không? Cái tưởng nó dạy chuối ôm trứng. Không, lẹ. Đây sao không mệt hả? Độc lẹ. Nó không hiểu gì cả sáng tạo. Người thành công luôn á là sự nói gì riêng mà hiểu. Xuống nhà tao. Làm gì? Một ngày mình chỉ sống 24 giờ. Em thì ngán rồi chú, cậu em đứng xuống. À, sống đủ 24 giờ. Em đứng là để ngán rồi chú em đứng xuống nữa. Cậu ấy đủ gì thì cậu thức bộ rủ em nghĩ ngân hào hái vị đủ chứ. Cậu Bảy, hay bữa nào cậu Bảy với mợ Bảy thử thách ăn làm trứng thúi vậy? Cậu Bảy, cậu Bảy ăn chú Bin không? Chú Bin là... không biết chú Bin nè. Chú Bin là... Sao đi gọi cảm ứng mà không biết chú Bin lại nữa. Hãy xem là giấc mơ đấy. Chú Bin nè. Chú Bin là làm cái này nè. Nè, nói dung là có kiềm nén mày. Bữa đây rồi sao anh nói bữa đây xài lên đồ thứ mặt như heo. Bữa đây xài lên lên tán mạng xã hội mà biết chú Bin lại gì hết luôn. Cái đây là chút của chị em nè anh em. Ôi, trứng anh chay mà quên nhớ. Trứng là chay. Trứng này mày anh chay. Trứng là chay đúng vậy. Trứng là mơ cù là chay. Trứng này trứng gà ta mà. Mày 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 trứng gà ta mà. Trứng gà công nghiệp. Mày bỏ sao làm thật làm nhà ông nha. Trứng tao bán rồi. Mày bỏ xuống làm thật chặt cái chuối nhà tôi nè. Tổng xẻ tùm lum le ở đây ai dọn? Đây làm từ thiện mày cứ nghĩ đi làm từ thiện đi. Gần bởi. Anh ơi anh lo phút. Ở rồi. Không có ai quá anh ơi. Anh nay anh chay mà. Nay ra mà. Gà là chay mà.
Ủa vậy? Ờ, nó vô cô là chay chứ. Vậy đâu vậy? Vậy đâu anh ơi, anh ơi. Đây nó lấy biết bao nhiêu trứng rồi mà vô chay vậy. Nó lấy thích tầm phút vậy em cũng nhỏ mày. Ừ, mày sao lẻ thế? Anh em như mày không? Sao lẻ? Ông nói bè con mày không ạ? Theo cái miệng ly nói chuyện cái miệng đúng quá. Con ghẻ nó nhanh hơn con ngựa ăn. Nó nhỉ lần bà. Nó không lòng vậy chứ. Ông không đi mày tao lòng. Thôi đủ phút rồi kết thúc video hả anh Quốc? Làm xong cái âm thức anh đâu? Đâu. Làm nói thật thì mình nán cưới rồi. Ông thật anh đứng ghè. Món này gọi là trứng ghè. Mày mua nha các bạn. Hồi đấy mua trứng thì mua nhiều mua có mấy cây hả? Đúng, mày mua là tiết kiệm nữa. Ủa nó có nhiều cái trần đồng. Ủa nó nhiều cái gì? Ủa nó có. Ủa nó nhiều cái trần ghè. Ủa vậy không? Ừ thèn. Mày kiếm ra là anh ghè mày. Tao nói không ghen. Lường tao mua. Để nó mua nó đi. Tao nói kiếm ra uống ghè đây tiếc. Có, ông mua. Mua hả? Uống rồi. Mua. Tao đem bì ra. Mua cầm bì. Mày đi kiếm ra đi cho mày đứng mày kiếm nguyên mấy thằng này nói chuyện. Ờ, buồn ngày chuối bà ơi. Ờ, gì à? Xong ẩm thật rồi. Ờ, gì à? Xong. Dạ đâu, kết thúc video anh Quốc. Buồn chuối với mày chanh. Ê, buồn lại đụng mới chạy bữa sau ẩm thật thẳng nó mau mày nữa nha. Ờ. Đi, mày ghê. Ủa, mấy dạ, tốn cà chuối đâu. Buồn đàn cái gì? Uống nước chuối em quá luôn á. Yeah, hôm nay là sao ẩm thật rồi. Đây gọi là món ẩm thực. Ẩm thực này đâu? Thật này, cái đồ gì cũng nó đã chịu lỗi dài mà không đi chơi, phút đủ làm mà xòi lách cô. Tụi mày chơi mình làm bánh bánh trèo giả. Đồ gà mày mất gì, quên nó luôn mỏ. Anh Trung, mày chạy chú sống lại đâu. Đâu, để này. Mày sống lại thì mày thấy đồ khác, chú này cho mày dữ đi. Mẹ làm chú cảnh rồi đẹp mày. Mẹ làm sao mẹ. Thế này, mấy cái trứng đủ đi bé cà chuối. Đi mày. Đồ mẹ mua gì, bữa sau làm tao cũng làm nhà ông ơi. Vậy đâu, mấy chị làm nhà tao, làm nhà tao. Vậy mẹ đưa tiền rồi, tao bán tao. Mày mày chữ hữu đi, cái tình nghĩa nó quan trọng không? Tình nghĩa thiếu gì không? Không biết tao. Cái lương tâm sáng là, cái tình nghĩa là quan trọng. Lương tâm biển. Cũng đầu thâu, nói chung là món cảm ơn em. Món kết thúc cái clip ấy. Món trứng gà màng ta. Ủa vậy giờ cậu bảy giờ đi bán hả mày? Không đi bán tức chứ cậu bảy mẹ. Chứ bên mày với cậu bảy. Mất dậy rồi mày. Cái mấy miếng trứng là như mày tao. Ê, ông mình trứng của tôi đâu vậy? Mày mình tin tao lên tao mít phe mày không? Mày bạn tao nha. Hả? Cho bè tao đi điếu cho ông mà đi nhà mày. Ủa, điếu là sao? Không biết. Ông mình đang tan. Tan thành mình tan mày. Thôi giờ. Làm bè chứ. Kết thúc clip với anh Quốc, một mẹ đốt bụng quá lên kia anh gì không biết rồi. Nó sẽ đã kết thúc rồi, lại sắp đây. Chào mẹ trứng mà ông. Sao để giờ anh đang cái đứng nào đây? Cầm cái máy quay mà tay nó bay lột trứng này. Bye bye vậy ra sao lấy mà còn ủ à? Mấy ủ à? Ai? Mấy ủ à? Ấy là cái chỗ với anh. Dạ sáng giờ mày lấy trứng thiết đây. Thiết. Quá trứng con thiết quá. Ừ. Nãy giờ nó lấy trứng thiết của mày vậy? Ta không lấy giờ. Thử đi, ra kiếm ra hơi. Đúng là thằng giả tâm mày coi mà coi. Ủa sao ông kêu ông mua? Ta làm từ thiện mày. Để làm từ thiện ông bác rồi. Cô hèn gì, tao phải tàu hôm nay nó đi muốn là tao nguyên nguyên. Mẹ nó sao ngủ còn nó bé 4 trứng rồi. 4 trứng đứng vào. Hả? Cái ghẹ đi đâu. Bộ bé ngủ đó còn nó 4 trứng vậy? Con ghẹ nó ghép con nó đi đâu. Ủa ghẹ bá. Mày không phải sao con ghẹ nó thấy người là nó ghép chứng nó đi. Đi đâu? Ghép đi đâu? Nó như con ghẹ con trai nhưng mày ngủ chứ. Không không? Không có. Tao nói mày, tao nói mày nãy giờ ra kiếm trai không chịu. Tao nói mày cái mèo nó ngừng ngừng đó nổ sao bé đâu kìa nó đâu. Ê nó nói thiệt mày con kìa nó ghép nó chứ mày. Cái hèn gì? Cái bẹt đây đó người. Ông đen lắm đấy đâu mày. Ông đi đâu hả? À, ấy là tao định bà. Mày đi cho ông lấy chứ tao ạ. Tính bỏ vô cái chuối nào. Mày thôi. Ừ. Có nha. Cậu có hết chuyện cậu lớn cậu to đều cậu đi bắt trứng. Mày tiền nào mấy bữa bán trứng á là ông lấy trứng. Mày mày nhà tao trứng thiếu mẹ gì mà làm như tao lấy trứng mày. Ông đen. Mày thôi. Bố của tao. Đó là muốn người lên. Chuối cậu hết là chuối giờ cậu mới lấy trứng thử. Ông lấy trứng nha. Kìa đỡ đó mà tao nó đang rồi cũng liên vậy. Tao nói thì cũng ghê nhưng đá mẹ thấy là nó ghép trứng đi à. Mày ghép chung cái mỡ mày. Mày ghép mày đâu. Mày ghép mày đâu. Tao ghép với con đi cho ghép. Cái hổ lấy cái đồ cho đồ mày muốn đâu. Đâu. Ừ. Cậu đâu? Cậu ơi. Nào anh cho anh thiếp. Đúng rồi. Luộc cho con anh cậu bảy. Con cho anh. Đỡ còn mấy chú cái nhà này cái nhà đồ nhà con hay nhà. Nhà quan chức chủ. Mày sao gọi mày? Mày chứ ông tục mà mày cứ lộn. Con em mà mày ăn gì cơ chứ. Đỡ còn thiếp. Đồ đồ chè anh. Lỡ mẹ. Anh muốn ăn nữa không? Muốn, đồ chè anh. Anh đồ mẹ mày. Mẹ cười.
Jesus Christ, great.